sao hiện tại mình cầu toàn quá nên mình không có bạn gái thì sao? Dạ trước kia thì em tự nhìn thấy mình là cũng kén chọn. Giờ bớt kén chọn dạ, chưa? Dạ, em bớt nhiều lắm rồi. Giờ bớt nhiều lắm hả? Dạ, giờ bớt bớt đi đặng có bạn gái gì người ta. Dạ. Ừ. Cái gì mà cười hoài vậy? Bớt bớt chứ. Làm gì người ta gì trả giá như vậy? Là con trai tân mà làm gì trả giá như vậy? Đúng không? Mình chưa quen ai hết rồi sao có kinh nghiệm cô gái đây? Mình cứ mạnh dạn tự tin, chân thành lên là được. Vậy chút nữa mình mở cái rào ra là mình mạnh dạn, mình thể hiện, mình tỏ tình với người ta nghe không? Dạ. Hồi đó em tỏ tình sao Dương? Em nói cái mối tình mà em yêu đơn phương, tỏ tình sao mà người ta từ chối vậy? Tớ thích cậu, là bạn gái của tớ nhé. Cọc lóc vậy thôi. Cậu là không được rồi. Anh thích em. Đúng rồi. Dạ. Tôi thích cậu. Cái hồi đó là em là học sinh cấp 3, em là không có nhiều kinh nghiệm, em cũng không biết nhưng... Vậy chút nữa mở cái rào ra là nói liền, anh thích em. Dạ. Qua tôi coi nhà gái còn sao nha. Chào chú. Giỡn hoài. Cô giáo à, dễ thương, cô giáo dễ thương ha. Có má lớn đồng tiền nữa nha à. Cô giáo không thích điều gì đàn ông? Con không thích đầu tiên là bất hiếu. Cái đó không ai thích hết trơn á. Dạ đúng rồi. Cái thứ hai là bạn nam không có một cái lý tưởng sống nào hết. Dạ có. Không chung thủy. Em thì em có tư tưởng chung thủy lắm. Rồi còn không thích gì nữa không? Hút thuốc. Em ơi em không biết hút thuốc. Dạ. Diễn tả coi một mẫu hình lý tưởng coi giống chàng ca bên kia không? Ngoại hình á. Ừ. Thì mong muốn là kiếm được một người bạn cao hơn mình một tí. Cao hơn, cao hơn. Dạ, rồi mặt á thì phải phúc hậu. Thì to, phúc tròn, hậu. Phúc hậu. Vai đồ á thì có thể đô một chút cũng được. Tại vì cấm thích ôm lắm. Bên đây là hơi vạm vỡ luôn nha. Phải giỡn nè. Đó là về bề ngoài thì con nghĩ là cái bề ngoài nó chỉ chiếm 20-30% thôi. Tại vì cái đó là ông trời ông cho nữa. Cái mà con đánh giá cao nhất á, nó là về cái tính cách. Tôi thấy đàn trai tôi đáp ứng hết rồi đó. Rồi bây giờ thì hình mẫu của nhà trai như thế nào nói đi để bên đây người ta coi làm sao. Nói cho bà mối bà biết đi. Em hình mẫu bạn gái lý tưởng của em là đầu tiên là về ngoại hình thì 1m55 đến 1m65. Ngon. Anh ơi em 1m50 được không anh? Được em ơi, dáng mi nhon thon thả. Có mi nhon. Da trắng, tóc dài. Có luôn. Đó là em thích bạn gái có số đo vòng 1 từ khoảng 85 đến 90. Trời ơi. Mày không biết. Rồi Ngọc Lan kiểm tra. Dạ dạ. Cái này phải nhìn ngó ngó kỹ kỹ chút. Tôi mất thử à. Tôi thấy là hơn tôi đó mà tôi không biết là có được 90 cây câu thì tôi không biết. Có đem thước theo không? Dạ, dạ, có. Có đem thước luôn. Anh ơi, lỡ hàng giả độn đi sao anh? Kệ, có đo còn hơn không? Đem cái thước em đó. Đi kiếm vợ đem cái thước theo đo thiệt hả? Sợ hả? Đứng đây. Đo mà trước bao nhiêu? Tôi không đủ tiêu chuẩn. Đo đây thử coi. Ủa sao đo bằng tay có thước mà đo. Đây là đủ 90 nè, đủ tiêu chuẩn của em nè. Dạ nhưng mà em thích con gái. Thật ra là người ta thật thà thôi. Từ xưa chưa bao giờ yêu hết trơn á. Có sao nói vậy người ơi, cũng thông cảm nha. Cái này đúng đó. Là thật thà đó thật em thà. Có sao thôi. Nói vậy chứ nếu mà người ta giấu rồi cái mai mốt rồi tìm hiểu nhau, quen nhau rồi tới lúc đó người ta mới nói ra thì cũng còn mệt nữa. Còn tiêu chuẩn gì nữa không? Về tính cách thì em thích một người yêu lý tưởng là hiền lành, đạo đức, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, siêng năng, chăm chỉ, chịu khó. Cô giáo này rất là hiền luôn, gương mặt rất là phúc hậu. Có người ta chân thật như vậy á, bà mối cũng thông cảm nha. Nhà gái đi với ai? Dạ con đi với bác. À bác hả? Chết, có bác hả? Dạ con chào bác. Bác thông cảm nha, tuổi trẻ giờ nó cũng hơi hiện đại quá ha bác ha. Bác thấy là cái cậu này cũng được hả con? Hiền không? Hiền quá. Nói chuyện cũng thiệt thà đó, dễ thương. Nó thiệt tình luôn á. Thiệt tình, thấy là nói chuyện gì là biết, đem thức dây là biết rồi đó. Có ai mà chọn vợ mà đi đem thức dây theo không? Đúng rồi. Vậy là bác bỏ qua cái vụ đó ha bác ha. Không thôi là không chịu rồi đó. Dạ. Chứng tỏ rằng cậu này rất là thiệt tình. Thiệt đến mức có thể thành ra không có giấu chuyện gì hết trơn á. Đúng rồi. Ít thì hay nhũng nhẽo nha. Con phải dỗ cho thầy này chứ thầy hay nhũng nhẽo lắm đó. Dạ. Cảm ơn bác. Thằng Dương đi với ai Dương? Dạ hôm nay em đi với em trai em. Chào em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dưới đây thấy chị thì rất là xinh.
hiền, phúc hậu, và em không biết nói gì hơn, thấy anh chị rất là hợp nhau. Và hy vọng hai anh chị có thể có một cái duyên để tìm hiểu nhau. Em có gia đình chưa? Dạ em có rồi ạ. Rồi giờ mẹ em ở chung với mẹ ha, ở đâu? Dạ em ở nhà ở Thủ Đức ạ. Dạ. Nữa lấy vợ rồi ai về chăm sóc mẹ, có phân công chưa? Dạ không, dạ bọn em thì với em thì em có kế hoạch là khoảng 2 đến 3 năm nữa thì em sẽ về quê. Em muốn ở với mẹ, chăm sóc mẹ. Còn anh Dương á thì em không biết. Rồi, vậy là coi mốt chăm sóc mẹ rồi đó. Thì em cũng muốn là về chăm sóc mẹ. Bởi vì để mẹ ở nhà mình như vậy thì thực sự là không nỡ. Mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ, mẹ em năm nay cũng 60. Mẹ đang ở với ai ngoài đó? Dạ, mẹ đang ở nhà một mình. Trời, thấy thương mẹ không? Vậy phải tranh thủ một trong hai bàn bạc với nhau vợ với mẹ nha. Cảm ơn em. Bây giờ hai bạn sẽ gặp nhau nha. Dạ. Mở rào. Wow, chào em. Dạ, chào anh. Anh có món quà tặng em? Dạ, em cảm ơn. Ngoài em cũng có món quà anh tặng anh ạ. Wow, em cũng thích đọc sách. Dạ, em rất thích. Hôm nay cũng thật là trùng hợp và anh cũng chuẩn bị một quyển sách để tặng em. Dạ. Chu đáo quá ha. Đây là quà anh tặng em, hy vọng là em sẽ thích. Anh tặng em món quà. Với anh thì anh rất là thích đọc sách. Thì sách vừa là bạn vừa là thầy. Trong đó có nhiều tri thức tốt, hy vọng là em sẽ thích. Dạ, em cảm ơn. Dạ, chào anh. Dạ. Em ơi, em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh cũng hiền. Về tính cách này kia thì em nghĩ là phải có thời gian để tìm hiểu thì mình mới đánh giá một con người chính xác hơn. Đúng rồi em. Dạ. Anh thì anh thấy em là anh cũng ưng rồi. Tại vậy còn không ưng nữa thôi. Dạ. Anh thấy em cũng hiền lành, cũng giọng nói rất là dịu dàng, ngọt ngào dễ nghe. Dạ, em cảm ơn. Nếu mà hai đứa mình hẹn hò với nhau thì em muốn là một tuần gặp nhau mấy lần? Chủ động sắp xếp thời gian thôi anh. Thì vì em ở Đà Lạt á, nên là công việc này kia thì em cũng đang ổn định trên đó. Xong rồi về cái chuyện khoảng cách thì anh không ngại gì cả. Anh cũng có thể là anh về quê để là làm việc rồi để cho gần em để tiện cho việc hẹn hò. Đó. Vậy đó là hết ế đó. Dạ. Hoặc là anh cũng có thể lên Đà Lạt làm việc để gần em hơn. Tiện chăm sóc mẹ luôn. Dạ, cũng đúng tiện đó. Cho chăm sóc mẹ nữa. Bởi vì theo em thì nhất cụ ly nhì tốc độ. Đó, đúng. Tối kinh nghiệm rồi đó. Chưa yêu lần nào mà không kinh nghiệm ghê ông ơi. Đó, giờ mạnh mẽ đó. Đúng rồi đó Dương. Thì em chỉ mong là những gì anh nói ngày hôm nay đã phát sóng trên truyền hình rồi thì nó là giống như là cái bằng chứng vậy đó. Đúng rồi, mai mốt mà làm trật một cái là mở cái chương trình này lại cho coi. Dạ đúng. Đó. Em ơi, khi mà mình hẹn hò thì khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân kết hôn? Khi nào mà anh cầu hôn em đi để em sẽ hay kết hôn. Trời hay luôn. Rồi bây giờ hai bạn tiến tới rồi cho nhau một cái cảm xúc nó gần hơn. Lên đây. Đó, nắm tay bạn nha. Thục lui hai bước Dương. Lui lại cho chính giữa sân khấu đẹp nè. Đó, đúng rồi. Rồi. Đó, đọc thơ rồi ca hát gì đó. Cái gì cảm xúc ngày xưa mình yếu á thì bây giờ mình làm. Đến với cái chương trình này á thì anh cũng có chuẩn bị sẵn bài hát để anh tặng em. Dạ. Thì bây giờ với cả một bài thơ để tặng em nữa. Thì em biết là em thích nghe hát trước hay là nghe thơ trước? Dạ, hát trước. Rồi anh sẽ hát. Dạ. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ đưa anh đi tìm văn thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đáng ước mơ. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Yeah. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Yeah. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Yeah. Yêu em cho đến khi ong thôi là mật, đến khi loài chim quên lối bay. Anh muốn được cùng em về miền biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng. Dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi. Sẽ nói những lời yêu thương anh đã từ lâu dưng giữ trong lòng. Yeah, hay quá. Một liên khúc luôn. Còn bây giờ là bài thơ của anh. Em ơi, có phải duyên mình đến? Cứ ngỡ yêu em từ thuở nào, bấm nút liền đi mình hẹn hò. Sang năm đám cưới khỏi hôn nào. Dạ, yeah, em cảm ơn. Chuẩn bị. Đó. 1 Đấy. 2 3 Anh trai tôi là quyết liệt vô cùng. Chúc mừng.